Tôi sẽ trình bày một cái bệnh rất nặng, là bệnh trí nội. Bệnh nhân này thì trên ảnh tôi có xem qua thì là trí hỗn hợp. Chúng ta tìm hiểu qua thế nào là trí trước. Bệnh trí là một bệnh xa cái phần trực tràng hậu môn xuống. Đặc trưng của bệnh là khi đi vệ sinh xong mà xa cho một đoạn, thường là bằng hạt ngô, hạt đậu, bệnh nhân rất là bận, khó chịu. Đấy là trí ngoại. Trí nội thì không bị xa ra ngoài mà ra máu và đau rát nhiều. Trí hỗn hợp là trí có tất cả hai thể, trí nội và trí ngoại được gọi là trí hỗn hợp. Thì bệnh nhân này là trí hỗn hợp. Quân bị mấy năm rồi em? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Có lần nào ra máu nhiều không? Có. Nó đau rát lắm hả? Ra máu nhiều. Hôm nay hả, cái chị nó chịu đau một tí nhá. Đau lắm không? Hơi nhìn đây, chúng ta sẽ làm đơn huyệt ở đây trước. Cúi mặt xuống. Em cứ cúi nằm bình thường, không cần phải nhìn. Thì đã chết rồi. Hít sâu vào. Rồi, vậy thôi. Đau không? Đau nhiều không? Đồng khoai thì để đếm. Rồi, 3 này. Hít sâu. Thử ra. Đau không? Ít hơn đúng không? Hít sâu rồi. Thở ra nào. Rồi, tốt lắm. Hít sâu được. Quân làm nghề gì em? Mình là cái này thường cho cơ địa nó nóng, rồi mình ngồi lâu này, hoặc là mình hay phải ngoại giao uống rượu bia nhiều. Hay gây bệnh này. Cháu bị mà có thời gian đâu. Hai huyệt này hơi đau hơn một tí nhé. Cố gắng. Hơi cồn khác nhé. Thả lỏng Quân. Thả lỏng nhiều vào. Để hít sâu vào. Hít sâu vào. Rồi, thả lỏng từ từ ra. Một tí thôi, một tí nữa. Rồi, tốt lắm. Thở ra. Đấy, đúng rồi. Xong rồi. Mỗi một huyệt là một cột. Hít sâu vào Quân. Rồi, thở từ từ ra. Đấy. Rồi, thì tốt. Rồi, tốt lắm. Thở từ từ ra. Bệnh trí thì các cụ quan niệm là thập nhân cửu trí. Tức là cứ 10 người thì 9 người có bệnh trí. Bí rồi. Còn mình nữa. Hít sâu nào. Quân này hít sâu Quân. Thở ra nào. Được rồi, tốt. Chịu khó tí nhá.
thở từ từ ra. Rồi xong. Xong 99% rồi. Qua mổ còn đau hơn. Qua có lịch mổ đấy. Mổ chỉ đau lắm. Nó dừng. Tôi xin giới thiệu hiện nay chính là huyệt bách hội. Huyệt bách hội chuyên dùng cho bệnh nhân bị trĩ các chứng xa, xa tử cung. Nghiên cứu cho chỉ ngoại rất là tốt. Có một thời gian tôi ứng dụng huyệt này hoàn toàn là miễn phí hết. Những bà con mà bị bệnh trĩ tôi làm đúng mỗi huyệt này. Đấy cũng một huyệt duy nhất. 10 người thì được khoảng tầm 9 người trường hợp nhẹ thì lên. 9 người lên. Đấy. Chỉ ngũ quân thì là chỉ nặng rồi. Đấy, phân ra có 3 độ nặng. Là chỉ độ 2. Thế khi cấy thì chúng ta dài một tí cho khí hết. Khi ít ấn xuống còn loãng vào xuống. Có hay đau đầu không? Em vẫn thường đau đầu. Có mấy khi đau đầu không? Có. Xem lại cái này nhé. Nó xuống cổ vấn đề của máy tính nhiều à? Đúng không? Nằm trên YouTube nhiều hả? Đúng không? Nào, hít sâu vào nào. Hít sâu vào. Rồi. Xong hết rồi. Tự bông thì lâu rồi. Như vậy tôi đã hoàn thiện xong một bệnh án bệnh nhân bị trĩ. Chúng ta sẽ tìm hiểu một đợt sau xem với cái trĩ như thế nào. Hiệu quả nó rất là cao. Không phải phẫu thuật. Điều hai là không phải phẫu thuật. Rất hiếm khi tái lại.